Xin chào các bạn trở lại với kênh Miền Tây Lai của tụi mình. Hôm nay thì mình đi ra ngoài cánh đồng này thì mình xem mấy cái chú đó, nghe nói là trồng đang trồng cà. Mình đi xem mình trồng có chú trồng như thế nào nhé. Như là ở trước mặt mình người ta đang trồng đu đủ này nè, trồng chắc chắc là chưng tết hay gì đó. Quá trời đu đủ luôn nè, vườn đu đủ thế ham luôn giờ. Nãy anh thấy chú gãi gãi gì anh tưởng trồng nay trồng gì chú, cà bán tết hả chú? Cà này là cà chua hay là cà tím chú? Cà tím hả? Không quay mấy cái clip làm lòng mấy người đó người ta hỏi quá trời. Dạ thấy lạ, mấy đứa trên phố nó không biết nó coi á, có thằng cháu nó trên phố nó coi nó hỏi ủa làm này làm gì. Cái này cà cà này cà nãy chú nói cà tím hả? Nãy em thấy chú gãy phân tưởng bú phân là làm gì. Cái này mình mua cây con hay sao chú? Bầu Bầu, mua hạt về bầu ha. một bầu Cà tím này trồng khoảng mấy tháng mới ra trái ăn thu hoạch chú? không, hồi đó là tao không có trồng, không biết mày. Này trồng Tới lần nó có 2 tháng gì, này trồng lần đầu ha. nó có 2 tháng ăn cái gì. Dạ. Đất để cát nhiều ha. Trước thấp giờ rồi mồm cát rồi, Mấy bữa nay không thấy chú làm lòng nữa ha. có bỏ kết trong đó Về bữa nó xắt mức dừa chú xắt không? không Sao không, sao không lãnh xắt, hai chồng lãnh xắt. không còn cái này này đủ hết rồi, đâu mà ngày hôm qua mình dễ vậy không. Ủa sao không xé lá chú ra để luôn với hả chú? Nó một cái trơn rồi, muốn một cái trơn Một rồi hả, nó phân quỷ tháo nó mất sức, nha. nó một cái trơn rồi. Cà tím mà. Này dòng ô chú dòng đu đủ bán tết hả? Này vừa mình đu đủ đủ bên đây bán tết này vậy, Tết rồi đủ mà, có quả của tháng 4 của năm rồi. tháng 4. Con thấy đu đủ vàng á, tết người ta trồng chân bán quá trời luôn. Như đó bao nhiêu cây cà, cà tím này? Này cũng 100 cây, Cả 100 cây luôn hả chú? gỗ 100, trồng gỗ ngon, còn không trồng nó còn nhỏ, chưa ít vỡ nó bự, nó trồng. Ở bên đây vườn mít mới trồng mà lẹ quá trời, không ở đây có trái gì nữa. Đây có trụ điện, điện chạy ngang xè xè luôn trời. Nãy chú khoét lỗ sẵn hả? Rồi bỏ Ừ, khoét cho. lỗ từ mỏng dài đó. Dạ. Nãy bỏ cho hả? Con thấy có chút cái bao mình tưởng chú bỏ phân hay gì. Cho cháu này mua mua bao hay là mua xúc bên mái chè chứ? Mua 15 ngàn bao. 15 hả? Bố hổm vậy là rẻ rồi đó. Bên con bố hổm có ông kia ông vô ông bán ghe đó, cũng mười mấy 20 ngàn bao à. Ông chở ghe bên bên con đó, bên bển đó. Bỏ cho về trước khi bỏ cây xuống. Nãy giờ chú chồng tự đắng lại đây đường khúc này nha. Dạ. Của cái vườn bên đây. Có nắng còn trước trồng mỡ. Dạ. Cái đằng vườn đây người ta trồng cải, trồng trồng mấy đồ bán ngon quá. Ừ, cái vườn có trồng cả Trồng cải bán tết. Cà tím trái dài. Trên phố á, trời ơi, đó con lên chảnh à. Cà tím ở trên phố á, cái người ta nướng á, cái người ta ấy mở hành gì vô hộp hộp á, bán đắt quá trời luôn. tiền không đó. Dạ Thành phố bắn mắt, bắn không nhiều mắc. bắn mắt. Dạ
Giờ mít quá trời đi đâu mấy mít. Trồng ba đầu gãy về mà bán có tiền á. Đất cát này cũng dễ trồng. Dít dít là Trồng tưởng nó là sáng hết á, độ mà cũng bị phèn. chắc bị phèn, từ từ này Đậu hả? đủ, tao trồng để đủ lúc trước trồng cả tháng trời, không có phát chứ. Có nước tưới không chú? Có đi đường ống hả nó? Đi đường ống hả? Trước một trưa ốt quá. Dạ. Lại bớt thôi nha, cái à, cái sậy nha. Rồi đu đủ nhỏ xíu vậy mà ra trái nè, ra bông quá trời luôn. Cây này nhỏ xíu rồi ra bông hả? Mấy tháng rồi trời trồng, về được mấy tháng chú? 3 tháng bán lấy 3 tháng mấy rồi có bông rồi nè. Cây lùng lùng không à. Anh quay mấy cây có trái Ủa có luôn hả? trái nhóc bên nơi kìa, bên kia nhóc này trái bự bự Wow. cái này Wow. Wow, đây có trái nè. Cây nhỏ xíu mà có trái nè. Đã ghê. Này nó lấy cái đồ khoét lỗ hay sao chú hả? Khoét bằng tay luôn nha. tay luôn Trời hay giờ cát không ha. hổm nó móc không hổm mà mấy phép còn giá rồi nó lấp là móc móc xì xơ lại Dạ. Này chú mua cái xẻng hay gì đó. Dít dít lên chứ. nó mềm xèo mà ư Đất mềm ha. mềm cát Này lấy cái tay móc xuống. Bỏ miếng tro xuống rồi bỏ cái này vô. Về gần Tết rồi không có mưa, phải có mưa đỡ tưới. Này người ta bầu vô cây sẵn cây con nhìn. Nãy chú nói người ta cho cái này hả? đâu có này ta bầu chứ mua À, hộp người ta bầu mua hộp gì ha, mua hộp giống gì mình lấy lá chuú mình quấn mình nhưng bỏ cho. dần bầu được mình nhắc bỏ lộ hộp vô Tưởng người ta cho cây con trời ơi cái quỷ này ai cho chứ. ta bán nó chứ nó Dạ nhiều người bán. trồng nó bầu nó bán 1.000 đồng bầu vậy đó Dạ trời cũng mắc quá ha, 100 cây cũng 100.000 rồi, một hạt giống có 20-30 gì ha. một giống có mười mấy ngàn không Dạ. tới mấy trăm hộp được. Có trồng sao chú, không trồng bông Tết bán Tết chú. Rồi mà có xảy đâu mà yêu Dạ. có không đâu mà nhiều thứ quá sao mà nổi Yeah. bả nuôi heo nhiều không Dạ hết rồi còn có 1 con hả.